Rồi, xin chào các bác nha. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bác về một con crossover hàng C. Đây là con AMG HS phiên bản 1.5 Sport, bản thấp nhất trong 3 phiên bản HS tại Việt Nam. HS sẽ có 3 phiên bản: 1.5 Sport, 1.5 Trophy và 2.0 Trophy. Thì đây là bản thấp nhất. Giá niêm yết của nó là 788 triệu. Bây giờ thì các bác mua sẽ được khuyến mãi là giảm 100% lệ phí trước bạ, tức là ra giấy tờ ở Sài Gòn tầm khoảng 810 triệu. Còn ở tỉnh thì lăn bánh chưa tới 800 nữa. Khá là rẻ ha. Trong cái phân khúc hàng C thì con này là rẻ nhất rồi. Nếu mà so sánh với Mazda CX-5 hoặc là Hyundai Tucson thì phiên bản thấp nhất của hai cái dòng đấy lăn bánh ở Việt Nam nó phải mắc hơn con này tầm 100 triệu. Và các bác nên đến lái thử ha. Ở đại lý MG Gò Vấp thì đang có xe cho các bác lái thử. Cả 3 phiên bản HS luôn đều có xe lái thử. Và tôi có hỏi nhân viên của bên MG Gò Vấp thì 3 phiên bản HS này thì nó có cảm giác khác nhau, cảm giác lái khác nhau hoàn toàn. Tức là mỗi phiên bản nó có những cái chế độ lái khác biệt. Các bác nên đến trải nghiệm ha. Về chính sách bảo hành thì con này vẫn được là bảo hành 5 năm không giới hạn số km. Và các bác sẽ được là miễn phí 5 lần bảo dưỡng đầu tiên. Mỗi lần bảo dưỡng là 10.000, tương đương là các bác sẽ được miễn phí bảo dưỡng đến tới 40.000 km. Tức là mua xe về chỉ đổ xăng thôi, còn lại là nhà máy và đại lý người ta lo hết cho các bác. Đó, rồi kèm theo một số ưu đãi khác nữa. Chi tiết thì các bác cứ alo theo cái số trên tiêu đề nha. Con này là nhập khẩu từ Trung Quốc, số khung của nó là sản xuất năm 2020 và có nhiều màu lắm. Cái màu này rất hay nè, tại vì nhìn nó rất là đẹp. Cá nhân tôi thì thích những cái màu nổi nổi như thế này, cho nên tôi thích những cái màu như thế này. Theo tôi được biết thì tầm khoảng 700-800 triệu thì không có con nào có cái màu sơn màu xanh như thế này đâu. Mà sơn màu xanh như thế này rất khó ha. Tại vì màu xanh mà sơn mà không có đẹp thì nhìn rất là lởm. Nhưng mà con này màu sơn rất đã. Rồi bây giờ tôi sẽ đi chi tiết cho các bác nhé. Về kích thước thì con này nó sẽ to hơn CX-5, to hơn Tucson luôn, to dài hơn những con kia. Còn về vận hành á, các bác nên đến trải nghiệm, tại vì con này là một con xe lái rất hay. Động cơ trên con này là động cơ 1.5 lít tăng áp. Để xem công suất bao nhiêu, quên mất rồi. Công suất là 160 mã lực. Mô men xoắn là 250. Đấy, động cơ tăng áp nhé. Nhưng mà cái hay là con này nó có một cái khung gầm rất là chắc, cho nên là khi các bác tăng tốc á, nó lên rất là nhanh, rất là đầm. Mọi người không có cảm giác bị chao đảo. Nhiều khi là tăng tốc quá nhanh, mọi người nhìn vô cái táp lô mọi người mới để ý. Rồi bây giờ đi chi tiết. Đèn con này là đèn, đây là dãy LED này, LED ban ngày. Cốt pha vẫn là halogen nhé. Bên này chỉ là đèn xi nhan thôi. Nó vẫn được trang bị đèn sương mù halogen. Có cái viền này rất đẹp này. Những cái viền này nhìn nó chỉnh chu cái xe. Đây là lưới tản nhiệt dạng cánh đồng sao ha, mạ chrome xung quanh. Đấy, màu xanh rất đã ha. Mâm kích thước là 18 inch và xài lốp là lốp Michelin nè. Cái con này có khả năng cách âm rất tốt ha. Trong cái phân khúc này là dám cá với các bác là con này cách âm tốt nhất luôn á. Các bác nên đến lái thử để biết về cái khả năng cách âm. Lốp Michelin. Dòng là dòng Privacy ha. Privacy. Để xem cái thông số lốp rồi, 235/50R18 nha. Và 4 phanh đĩa. Có cảm biến áp suất lốp trên từng bánh xe luôn. Cảm biến áp suất lốp nó sẽ hiện trên màn hình táp lô. Con này nó sẽ có cái chức năng làm khô phanh đĩa này và phanh góc cua. Treo trước MacPherson, treo sau là thanh xoắn. Treo sau là liên kết đa điểm. Sorry các bác. Xi nhan trên gương. Có sấy gương này, chỉnh điện gập điện. Viền chân kính mạ chrome. Nút bấm để mở cửa đóng cửa. Thanh gia nóc zin. Treo sau là liên kết đa điểm nha, nãy tôi nói nhầm đấy. Phía trước là halogen nhưng phía sau là đèn hậu LED nha.
bốn cả miếng lùi phía sau. Và bô của nó là bô thật nha, bô hai bên, bên trái bên phải đều có bô thật đấy. Tiêu hao nhiên liệu, tôi thấy đánh giá trên các hội nhóm thì con này chạy khá là tiết kiệm á. Sau này có sấy nè, phun nước rửa kính, đèn phanh trên cao. Con này khoảng xăng gầm bao nhiêu ta? Khoảng xăng gầm là 10 khoảng xăng gầm là 17 ha, 17 cm. Cốp mở cơ. Bây giờ tôi sẽ cho các bác xem những cái thứ mà gọi là chỉnh chu trên con xe này nha. Đây là không gian cốp nè. Rất hay là thường các bác sẽ thấy là cái tấm này các hãng khác á thì nó sẽ được làm là bằng một chất liệu là bằng vải, bằng nỉ, thì con này làm bằng da đó. Cái điều thứ nhất. Tiếp theo các bác sẽ thấy là ở đây này nó sẽ có một cái ngàm xuống ngay đây này đó. Đấy, tức là nó đóng xuống như này, bật lên bật xuống. Những chi tiết nhỏ mà làm rất là hay. Toàn bộ nỉ vậy, ngay đây này nhìn rất là xịn sò. Những cái tay nắm như thế này, bên dưới này có một cái hộc cho các bác để tiền, để đô la thoải mái ha. Bánh sơ cua dưới này, mâm sắt, bộ đồ nghề nằm bên dưới cái bánh luôn. Đấy, cốp thì đóng bằng tay. Cái này nhìn rất đã, nhìn như là Porsche á, kiểu tròn tròn như này nè. Con này đóng cửa rất là chắc ha. Nội thất toàn bộ là da màu đen và nhựa, nhựa mềm nhé, nhựa mềm này, da hết. Sở thích tay lắm. Và các cái loa các bác sẽ thấy rất là chỉnh chu, là các cái viền loa nó làm bằng kim loại đó. Đây, chắc cái nút bấm các bác sẽ thấy nó làm bằng viền kim loại hết, trên này cũng vậy. Cửa này có hai loa này, hai cửa bên dưới là bốn loa. Toàn bộ xe bọc da nguyên zin nhé. Cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Đây, cái ghế này nó có hai nấc này, đây ngã lưng ra được nữa. Rộng, tại vì kích thước nó cũng rộng hơn những con CX5, rộng hơn Tucson, cho nên không gian nó rộng là chuyện dĩ nhiên thôi. Một là da rất là mềm, da con này mềm thật, chỉ màu đỏ. Đây, những cái vân ba tựa đầu có thể nâng hạ, ba dây đai ba điểm. Ở đây á mình sẽ thấy những cái điểm tinh tế tiếp theo nè. Các bác thấy bấm đây mở ra đó, bên này bấm quá trời học để đồ luôn. Có các cái móc khóa Isofix đồ để nôi trẻ em ha. Ghế này thì các bác có thể gập xuống được, nhưng mà các bác không thể trượt tới trượt lui được, nó cố định. Ở đây thì mình sẽ có luôn một cái cổng gió hàng ghế thứ hai, hai cổng USB phía dưới. Đây. À đây. Chi tiết này nè. Các cái bật lên xuống nó có cái tay MG MG. Đóng cửa rất là chắc và nặng ha. Trên này các bác cũng sẽ thấy những cái này nó làm rất là chỉnh chu, phím bằng kim loại hết, bao bọc kim loại nhìn rất là sang. Xe có auto lock hết ha. Xe có 8 loa nha, mỗi cửa có 2 loa thì tổng nó sẽ có 8 loa. Ghế lái chỉnh điện nè. Nhưng mà cái phần tựa lưng nó sẽ chỉnh bằng cơ, bằng cái lẫy này. Sờ cái da này thích tay quá. Trên này sẽ là da nè, da. Ở đây nhựa mềm, ở đây là da, cái phần này nè. Vô lăng, bọc da nè. Vác ở dưới thể thao và có cái miếng này điểm nhấn này, tích hợp các cái phím chức năng. Con này có thể sử dụng Apple CarPlay và Android Auto nhé. Bên này là một cái cần. Cần này là ga tự động cruise control nhé. Những cái xe châu Âu thường là nó sẽ nằm cái cần rời ra bên này, con này cũng vậy. Đèn này có thể cân chỉnh độ cao. Con này thì có gạt con này có đèn tự động nhưng mà có gạt mưa bằng tay đúng không? Con này đèn tự động như gạt mưa chỉnh tay nha các bác. Quay tiếp cho các bác xem. Đây. Đây là cái màn hình táp lô. Thì trong này nó sẽ
hiển thị cảm biến số lốp trong này nè. Và các bác sẽ có một cái chức năng nữa là cảnh báo giới hạn tốc độ. Ví dụ cài 80 thì tới 80, đạp ga tới 80 nó sẽ tin. Tuy nhiên các bác đạp ga thì nó vẫn đi nữa nha, nó chỉ cảnh báo cho các bác biết thôi. Vô lăng trợ lực điện biến thiên nha, tức là cứ chạy tốc độ cao thì nó sẽ siết vô lăng lại, chạy nhẹ thì nó chạy chậm thì nó nhẹ, hoặc là tùy theo chế độ chạy, thay đổi chế độ chạy thì độ nặng nó cũng sẽ khác nhau luôn. Sợi kinh trước nè, sợi kinh bên nè, sợi kinh sau có đủ. Màn hình nguyên zin, kích thước là 10 chấm mấy inch á, 10.1, 10.2 gì đó. Cảm ứng. Tắt cân bằng điện tử nè, tắt cân bằng điện tử là tắt bằng cảm ứng ha. Con này nó sẽ có 3 chế độ lái nhé. Chế độ thể thao, chế độ eco và chế độ thông thường, có 3 chế độ lái. Các bác nên để lái thử nha, tại vì tôi nghe nhân viên, tôi chưa lái thử nhưng mà nghe nhân viên của bên MG bảo là 3 phiên bản Mark S thì nó chạy khác nhau hoàn toàn luôn, chạy rất hay. Cái màn hình này có thể cảm ứng hoặc là bấm dưới này, tùy các bác thôi. Đây nè, các cái này làm phay xước rất là tinh tế, nhìn đã lắm. Này các bác nhìn cái độ phản hồi của nó chạy lên từ từ. Một số cộng dưới này nữa nè. Chỗ này khu vực chờ thôi, tại vì nó ngắt hết rồi. Nút Haza này. Con này nó sử dụng là hộp số liên hợp kép 7 cấp, đi kèm là động cơ 1.5 lít tăng áp nha, cho nên nó chuyển số rất nhanh. Phanh tay điện tử auto hold hỗ trợ xuống dốc. Phần này làm bằng phay xước hết, rất là đã tay. Đây, bè này nó trượt tới trượt lui được. Gương này thì không có chống chói nha. Trên này. Đây, cửa sổ trời, toàn cảnh panorama. Chống kẹt hết. Con này là 4 cái cửa nó đều lên xuống một chạm nè. Đây. Cửa lên xuống một chạm hết nha. Chống kẹt cả 4 cửa đều lên xuống một chạm hết. Mở ra cho các bác xem. Ủa. $810 triệu là lăn bánh rồi đó các bác. Trả trước tầm khoảng 200 là lấy được xe rồi. Về công nghệ an toàn thì con này đầy đủ, không thiếu đâu các bác ạ. Cân bằng điện tử nè, chống bó cứng phanh, rồi phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, rồi phanh góc cua, chức năng làm khô phanh đĩa, cảm biến lùi có, camera lùi có, cảm biến xúc lốp có, hỗ trợ độ đèo, hỗ trợ xuống dốc có nè, và hỗ trợ khởi hành ngang dốc có luôn. Túi khí, để xem mà, hai túi khí phía trước. Bên hông có hai, con này có 4 túi khí nha. Con này có 4 túi khí, hai túi khí phía trước và hai túi khí bên hông. Là có 4 túi khí. Đấy. Quá đầy đủ cho các bác. Nếu như mà ai đó bị một cái tâm lý là bài trừ hàng Trung Quốc thì không nói. Còn lại mà các bác nếu mà thực dụng cần một chiếc xe để xem, không quá quan trọng về cái chuyện mà giá trị bán lại, thì các bác hãy nghiên cứu đến con này. Đây một con xe hoàn thiện rất tốt ha, chạy rất ngon, các bác nên đi lái thử. Hầu hết những người lái thử xe MG thì đều khen là xe chạy ngon, giá cũng rất là hợp lý. Tuy nhiên người ta sẽ phân vân về chuyện thương hiệu, nó dính tới Trung Quốc, rồi số lượng đại lý nó chưa nhiều, phụ tùng nó chưa nhiều gì gì đấy. Thì hiện tại tôi được biết là có khoảng 15 đại lý toàn quốc rồi, và sắp tới sẽ khai trương một số đại lý nữa. Phụ tùng thì đã có giá niêm yết toàn quốc luôn, và giá cũng rất mềm. Đấy. Còn ở Sài Gòn này hiện tại là có gần như là 5 đại lý rồi. Rồi ra bên Bình Dương có một đại lý, Đồng Nai có đại lý, rồi Bà Rịa Vũng Tàu có đại lý. Sắp tới nó mở thêm vài đại lý ở Sài Gòn nữa. Là nếu các bác ở Sài Gòn hoặc lân cận Sài Gòn thì không cần phải lo. Cần Thơ cũng có đại lý nè. Đấy. Ngoài phía Bắc cũng nhiều lắm. 788 triệu lăn bánh ở Sài Gòn là tầm 810. Còn ở tỉnh thì nó rẻ hơn nữa. Đấy. Nếu bác quan tâm thì alo theo cái số trên tiêu đề nha. Tôi đi một vòng bên ngoài cho các bác xem nữa. Bây giờ cứ buổi chiều tà này nè, khoảng 5 giờ chiều nó chiếu sáng vô là nổi bật cái xe lên. Màu này rất đẹp nha. Màu xanh này khó sơn lắm đấy.
Bên ngoài các bác sẽ thấy rất nhiều màu xanh, nhưng mà các bác thấy là màu xanh trên con ZS giá rẻ nó khác màu này, nó không đẹp như cái này, nó không ánh được như cái này. Không biết các bác coi trong video nó có nổi lên không, nhưng mà thực tế là màu xanh này rất đẹp. Rồi tôi chấm dứt video tại đây nha. Cảm ơn các bác.